Chỉ Phù Liệu có thể tiến sâu khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng. Tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng, Chỉ Phù nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả Trung Quốc và Việt Nam. Được biết, Chỉ Phù bắt đầu quay từ cuối tháng 3 cho đến hiện tại và phải quay liên tục. Chỉ Phù chỉ về Việt Nam khi có thời gian nghỉ dài, còn lại phần lớn thời gian cô ở Trung Quốc. Mặt khác, việc ghi hình mỗi tập cũng từ 8 đến 10 ngày nên Chỉ Phù ở lại Trung Quốc để thuận tiện hơn cho công việc. Thông tin Chỉ Phù góp mặt trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng được nhiều người ủng hộ. Những ý kiến động viên, ủng hộ là động lực để nữ ca sĩ cố gắng, nhưng cũng đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều khiến Chỉ Phù gặp không ít áp lực từ dư luận. Theo ekip của Chỉ Phù, chương trình được phân chia theo các nhóm, có nhóm quy tụ các nghệ sĩ đỉnh cao trong thanh nhạc thi đấu qua các ca khúc cần nhiều kỹ thuật để xử lý. Có nhóm nghệ sĩ trình diễn mang đến những tiết mục vũ đạo, khuấy động sân khấu và cũng có nhóm nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ tạo nên sự thu hút cho chương trình. Vậy nên, mỗi người sẽ phát huy những thế mạnh riêng. Sau khi những hình ảnh đầu tiên của chương trình được công bố, nữ ca sĩ Chỉ Phù đã nhận được nhiều lời khen về thần thái, nhan sắc, nhưng phần giới thiệu bằng tiếng Trung lại chưa được đánh giá cao. Trước khi đến với Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng, Chỉ Phù tự học tiếng Trung Quốc nhưng chỉ dừng ở mức biết một số từ thông dụng để giao tiếp cơ bản. Phía ekip khẳng định, việc Chỉ Phù tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng tương tự việc có nghệ sĩ nước ngoài nói tiếng Việt tại một chương trình nào đó của Việt Nam. Đương nhiên, họ sẽ bỡ ngỡ và chưa hoàn thiện trong cách giao tiếp. Được biết, trong chương trình, nữ ca sĩ có mặt trong nhóm có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Giả Tịnh Văn, Thái Kiều Phân. Cùng Lâm Na cùng thể hiện ca khúc chủ đề mang tên Hướng Của Gió. Theo ekip tiết lộ, Chỉ Phù không áp lực về việc phải vượt qua bất cứ nghệ sĩ nào tại chương trình. Cô đến chương trình với tinh thần học hỏi và trải nghiệm. Ngày 5 tháng 5, chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên. Tỷ Tỷ Đạp Gió Dễ Sóng lên sóng lần đầu tiên vào năm 2020. Chương trình đến nay đã trải qua 3 mùa phát sóng và là chương trình được khán giả đặc biệt yêu thích. Nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hoa ngữ từng gây sốt khi tham gia chương trình này như Thiên hậu Na Anh, Ninh Tịnh, Đồng Khiết, Dương Thừa Lâm, Dung Tổ Nhi, Trương Bá Chi, Hương Tâm Lăng, Trung Hân Đồng, Thái Trắc Nghiên, Jessica, NSD. Chương trình thu hút người xem không chỉ bởi những tiết mục trình diễn bất ngờ của các ngôi sao nữ mà còn ở sân khấu dàn dựng và thiết kế hoành tráng, âm nhạc cuốn hút, trang phục ấn tượng và thông điệp ý nghĩa. Trúc Chi, theo Sao Star, lao động.